lâu lắm luôn rồi các bạn, mới các bạn mới thấy là được hình dáng của em Velota này ha. Cái dòng cho nam trợ lực thể thao mà nó bánh 700c, là đường kính bánh khá lớn và những anh em phải cao từ 1m65 đổ lên. Như cái cúc yên các bạn thấy 1m74 của mình là đạp hợp lý đó. Xuống nữa vẫn được nhưng mà xuống quá thì nó mất hợp lý, đâm ra những anh em phải từ 1m65 đổ lên mới cởi được những con như vậy cao to. Thì đường kính bánh càng to thì đi tốc độ càng nhanh, nó là như vậy thôi. Và dòng Veloz này là cái model nó mới nhất, thương hiệu Panasonic mà dòng Veloz là nó là mới nhất rồi, nó không có con nào mà mới hơn con này nữa. Và model là cao nhất hiện nay là nó. Các bạn để ý cái hình thù ha, cái chi tiết thì hồi mình sẽ vô công viên mình test, còn về mình chỉ ra đường trường đường lớn để mình test cái phần tốc độ thôi. Và anh chị em lưu ý cái phần tốc độ cũng vậy, rất nhiều câu hỏi như xe này chạy maximum được bao nhiêu, chạy nhanh nhất hết cỡ được bao nhiêu. Nó không phải xe điện mà các bạn có thể ngồi một chỗ, các bạn vặn ga mà các bạn tính tốc độ rồi, các bạn phải bỏ sức ra các bạn đạp. Và khi các bạn đạp thì nó hỗ trợ cho mình nhẹ được nhẹ thôi, chứ không phải là để đi tốc độ được bao nhiêu, nhanh không anh, 4 50 năm 60 không anh, là không có ha các bạn ha. Lưu ý cái phần trợ lực là gì luôn giùm mình cái. Rất nhiều anh em thấy thể thao những cái form xe rất đẹp, chạy đi tốc độ rất nhanh, cứ tưởng là nó sẽ maximum, nó không có, nó phải bỏ sức ra đạp, tất cả phải đạp thôi. Nhưng mà khi đạp nó làm mình nhẹ, chẳng hạn như mình đi từ nhà đến trường mình tốn 10 sức, nhưng mà khi đi con này thì mình chỉ tốn từng 3 sức, 4 sức hoặc 5 sức thôi. Có nghĩa là giảm về cái sức mình bỏ ra thì gọi là trợ lực, trợ thêm lực. Nó là như vậy. Dòng Velota quay lại. Anh này cái model mới nhất. Và trong cái giới mua bán á, thì người ta gọi là xe cọp. Xe cọp là cái xe mà nó đời cao nhất, chất xe phải là đẹp nhất, dữ dằn. Dùng từ dữ dằn á thì người ta gọi là xe cọp. Mình giờ mình cũng phải tập dùng cái từ dân gian của anh em. Và đây là phần test tốc độ. Các bạn thấy đi quay cho các bạn là phải đủ đồ nghề, nó nhiều thứ lắm, linh tinh nhiều lắm. Giờ chẳng biết máng đâu, chẳng lẽ máng cần cổ luôn. Rồi, thôi máng cần cổ để chạy luôn. Sau lưng mình còn nhiều món ăn chơi lắm. Quay những cái dòng này thì nó rất là mất thời gian và nó đủ phụ kiện theo để tư vấn cho anh em. Gạt trống, lên xe. Và các bạn thấy 1m74 của mình nè nha, để mình quay cái cúc yên cho các bạn thấy. Là con này là khá cao á. Các bạn thấy cái chân của mình là bắt đầu giới rồi, giới 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 ha. Nhưng mà nếu đúng nguyên tắc nữa là mình phải lên khoảng tầm 2 phân nữa là đi là hợp lý, nhưng mà cỡ tầm này là đi giới chân là ok rồi. Rồi hiện tại thì nó vẫn là một chiếc xe đạp đường trường. Nó vẫn là một chiếc xe đạp anh em gọi là xe đạp cuộc á. Hoàn toàn đừng nghĩ nó là xe điện gì hết. Thì nó phải là một chiếc xe đạp, nó gồm 7 clip ha. 7 clip có nghĩa là cho mình 7 tốc độ nhanh, chậm, nặng, nhẹ là nhờ cái phần clip đó. Và các bạn hãy để ý số số 7 nè. Là cái số bự, cái clip bự nhất á. Thì nó đạp nó nhẹ hiều vậy, dùng để leo dốc nè, địa hình mà đi đồi núi hay những vấn đề gì đó thì đạp rất nhẹ, quá nhẹ. Đường đông nè, đi những clip này chưa hợp lý, ngưng cái chân, xả clip từ từ, nặng từ từ nha. Sáu nè, cái tay để cái tay nữa nha, xả từ từ đó. Năm, và để cái tua chân này các bạn thấy từ từ nó sẽ nặng lên. 4, 3, nặng rồi đó. 2, 1. Cái clip 1 là cái clip nặng nhất, nhỏ nhất, nhưng mà nó sẽ chạy nhanh nhất là nó. Rồi tăng lúc 4 clip đi. Cảm thấy hợp lý cái clip nào để clip đó xài, không lúc nào lên xe cũng nhất thiết phải tăng lên nha các bạn, cho nặng một chút. Rồi chân mình thì hợp lý với cái clip không làm, clip số 4
Các bạn thấy căn bản là phải là một chiếc xe thể thao trước rồi đó. Và con này đập êm máy. Hồi mình test tốc độ máy của nó cho các bạn thấy, máy mấy cái đời cao này nó mạnh lắm. Đập nó hỗ trợ kinh khủng lắm. Bắt đầu đi vô công viên. Ở trong đây thì nó sẽ có những cái địa hình để mình test phần động cơ máy cho các bạn. Giờ này còn quay kịp ha, trên chiều chiều xuống nữa đông lắm, không có quay được. Anh chị em người ta đi thể dục. Đến mình phần test tốc độ cho các bạn thấy. Rồi, các kia, leo địa hình ha. Mình thấy mình dùng sức khá nhiều vô. Đúng không? Dùng sức khá nhiều xuống bằng đạp để cho nó lướt qua. Còn khi mở máy thì như thế nào? Rồi các bạn để ý nha, bắt đầu sẽ máy nó hỗ trợ trong chân này. Lỉnh kỉnh trên dài trên lưng hết. Đó, khi mà các bạn dùng một lực xuống bằng đạp nó bẩy các bạn nhẹ thiệt nhẹ thì có gọi là lúc này nó sẽ là trợ lực nè. Rồi những lúc đi tốc độ lớn nè, tốc độ nhanh nè, hồi nãy là clip số 1 là clip nặng nhất đúng không, lúc này thì nó trở về giống như số 4 nữa. Lý do là máy đẩy không, các bạn thấy nãy số 1 là cái chân mình nó rất nặng đúng không, bây giờ các bạn thấy máy đẩy không, nó giống như clip số 4 hồi nãy nhưng mà nó lướt kinh khủng. Vì đó gọi là trợ lực. Còn leo địa hình hay đồi dốc gì đó thì nó làm cho mình cái chân mình nhẹ thật nhẹ, chứ không phải trợ lực là ngồi một chỗ bằng ga. Trợ lực đi tốc độ 40-50 cây số một giờ là không có, hoàn toàn không bao giờ có ha. Nhấn nhẹ là đã đi nè, nhấn nhẹ là đã đi nè. Đó, nó út về phía trước thì đó gọi là trợ lực. Rồi phần cơ, phần máy đẩy các bạn đã hình dung. Đến phần lâu nhất vẫn là phần chi tiết giới thiệu xe là lâu nhất, cấu hình xe là lâu nhất. Cố tình mình thêm mấy cây này ra để cho mình chổi chiếc xe lên đứng cho nó quay cho nó dễ. Và các bạn cũng nên, những anh chị em nào đi vòng này thì cũng nên sắm cho mình một cái cây này vậy, nó rất tiện dụng các bạn. Nó tiện dụng trong vấn đề rửa xe, để nó không có chật chội, nhà cửa nó cũng không có chật, thẳng xe các bạn ha. Khi mình rửa xe dòng này thì các bạn bắt buộc là các bạn phải kỹ, tại vì thiếu nhớt thì bắt đầu nó xào trong chân, mà bắt đầu có nhớt dư nhớt nhiều mà các bạn đi phượt liên tục hoặc đi tập thể dục liên tục, đất cát nó bám vô đây thì các bạn phải dựng nó lên như vậy các bạn mới vệ sinh được cái phần clip sơn của bền tại người ha, chứ không có vụ đồ Nhật là bền là hoàn toàn không có đâu. Anh chị em cũng phải nên sắm một cái cây như vậy. Rồi quay lại vấn đề tiếp theo sẽ là cái những cái bộ phận trên người mình. Cái điện thoại hơi lắc xíu thông cảm nha, cho điện thoại nó chuẩn lại. Các bạn thấy mình đi quay một cái xe những cái dòng này nó giống như là đi bán lạc son vậy. Ui nó đeo lỉnh kỉnh hết. Lớp pin, lớp sạc, lớp. Màn tụ dít nữa. Màn tụ dít để làm gì hồi thì các bạn sẽ thấy. Hết chưa? Hết. Chưa có quay cái video nào mà cái điện thoại nó giật như vậy. Khó, người coi khó chịu lắm. Mình biết chứ.
nhưng mà thông cảm thôi. Rồi quay lại con Velota, các bạn thấy dòng 700c bánh đường kính bánh khá lớn, là lớn nhất của dòng này rồi, là con này 1m65 đổ lên mới chạy được con này. 1m74 cúc yên của mình đang để 1m74 đó. Muốn anh em nào trên 1m74 hoặc muốn cao hơn nữa thì nâng cái đầu mông tăng lên. Đây nó còn nâng khoảng tầm 4 phân 5 phân nữa nè, cho các bạn đứng lưng lên. Các bạn muốn chồm thì các bạn hạ nó thấp xuống, đứng thì các bạn nâng cổ lên xíu. Và dòng Velota này nó là con gần như full nhôm, 90% thôi. Trên người nó là toàn nhôm hết, nhôm toàn bộ. Các bạn thấy để ý cái điều gì không? Cái dòng mà dòng Hori, dòng Vector thì các bạn để ý cái sườn, cái khung sườn ha. Cái dòng Hori Vector thì cái khung sườn nó sẽ đi ngang như vậy, đúng không? Nhưng khi con Veloz này các bạn để ý nó lai giữa con Hori, dòng đường phố và dòng đường trường thì nó lỡ. À, nó không giống đường phố là thấp ở đây, và nó không giống đường trường là cao trên đây, ngang song song với mặt đất. Anh này anh lỡ vậy. Thì có những anh chị em hỏi là cái đường kính này thì thường 1m65 đạp được không? Ừ, mình nói được ha. Còn anh em muốn cụ thể nữa thì mình sẽ có về, sẽ có cái thước đo kỹ lên cái. À, có nhiều anh em hỏi cái cúc yên, từ cúc yên xuống đây là bao nhiêu. Thì theo mình nó khoảng tầm 40-45 nè. 40 hoặc 45 thôi, không hơn nổi, 40 à. Ừ. Về cấu hình là khung sườn nhôm. Những cái mối nối này thì các bạn đã biết rồi, nó là nhôm. Và đặc biệt anh này nữa, mình dùng từ cọp cho ảnh là sao? Gần như ảnh là nguyên bản, zin hết từ trên xuống dưới ha. Và kể cả nước sơn cũng là nước sơn zin. Các bạn để ý nó sẽ có những cái điểm chày. Và riêng dòng Veloz này nó khó dặm. Nó khó dặm, dặm có nghĩa là những cái điểm chày vậy sẽ cho làm lại cho nó mới. Nó khó dặm ở điểm là nó là cái kim tuyến nó kỳ lắm. Kim tuyến nó vừa lai lai ánh. Các bạn không biết qua video thì các bạn có thấy không thì mình không biết. Nó vừa ánh màu đen mà nó vừa ánh màu xám, mà nó vừa ánh sao nó kỳ cục lắm cái màu này. À. Và nếu mà để dặm sơn nó khó cái màu này, khó sơn lắm, khó pha màu lắm. Mình được cái là anh này cọp, có nghĩa là đồ zin hết và nước sơn cực kỳ đẹp. Con này nước sơn phải nói là xuất sắc trong giai tỳ nữ luôn. Vàng tem bọng các bạn nhìn, không một miếng chày vàng tem. Cốt yên nhôm luôn, một cái yên zin, tăng chỉnh chiều cao được quá cái yên này. Vàng dè zin luôn. Các bạn nhìn ốc tán nó bảy màu hết. Cọp phuộc cũng không chày các bạn thấy không? Thường là những dòng này đi chồng đóng lên nó sẽ chày nhiều lắm, nhưng con này không thấy chày luôn. Kể cả là nó màu đen. Màu đen đứng gần cũng không thấy luôn nha, và không có miếng chày. Các bạn thấy không? Dòng 738C. Đường kính bánh khá lớn. Niền nhôm. Cầm này không biết nó là cái chất gì mà nó sơn cái màu đen ha. Mình không chắc chắn thì mình không báo được điều gì hết, nhưng mà khả năng của mình là cầm chì. À, đùm phía trước nè, và thấy mới chát. Niền nhôm. Cubana thương nít á. Và vỏ ruột zin, các bạn nhìn cặp vỏ zin của nó. Những con này mình quay rất kỹ cho anh em nha. Và các bạn để ý cặp gom zin của nó còn luôn. Kinh khủng không? Giống như ở bên Nhật, nó giống như tụi nó không đi sao các bạn. Những con mới như vậy thì mình cũng hay gặp lắm, nhưng mà để gặp những con mà gần như xuất sắc như vậy thì ít gặp nè. Như các bạn thấy nè, những cái điểm chày của nó nè. À, khi mình lia gần điện thoại thì các bạn mới thấy, nhưng mà cỡ lia xa là các bạn không thể thấy. Các bạn thấy nè, cái dấu Klarna Cana Bass bát nè, mình bát không thôi nha, không sử dụng bóng, sử dụng gì hết, bát bằng tay không, cho thợ thầy nó bát bằng tay không. Và đây là miếng kích câm. Miếng kích câm này để là cái gì thì hồi anh sẽ hướng dẫn trên tay khiển. Các bạn nhớ cái miếng đen ở dưới đây. Dòng nhỏ, dòng đời thấp hơn thì nó hay dùng miếng bự vậy,
bước qua tầm cao rồi, bắt đầu miếng dùng miếng này không. Các bạn nhìn cái đèn nè, không móp không lỏng gì ha, mới chát. Cái đèn của nó nè, thường những dòng này nó dục ngoài nắng ngoài mưa thì nó hay rỉ, nó hoang ố nha các bạn thấy. Ốc tán nó còn 7 màu hết. Mình dùng từ cọp cho nó là vậy. Sáng trưng. Và cái này nó đi trong trong chiếc xe này nó có rổ zin. Cái rổ zin của chiếc xe nha. Bây giờ các bạn kêu mình kiếm cái rổ thứ hai mình cũng không có. Cái logo thương hiệu của Panasonic là đó. Các bạn coi cặp thằng càng thắng của nó. Vàng ghi đông ông tăng nhôm luôn nha. Con ốc mới chát hết. Mỗi lần quay những con như này sướng lắm các bạn. Thật sự là quay để mà ráp á thì không có thời gian để ngồi ngắm như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu quay á, bắt đầu mình mới nghĩ lại được cái chất của chiếc xe nó mướt cỡ nào. Bộ tay lắc số của Shimano 7 số đây. Đây, cặp bộ tay zin của Panasonic. Thì các bạn khi các bạn nó thiết kế là các bạn hãy lõm điểm vô, lồi điểm này ra đúng không? Dùng để các bạn đặt cái mũi tay vào này. Còn những loại ống tròn thì các bạn đi đường phố thôi. Còn những dòng này các bạn phải chồm về cái lực về phía trước mà. Làm là các bạn để vậy thì nó đỡ đau cái tay mình. Nó thiết kế kinh khủng lắm các bạn. Những cái này thường các bạn thấy cũng hay chày. Tay ta hay bẻ ra bẻ vô để nâng cao nâng thấp á. Rồi vô mở bò này nọ đó. Con này các bạn thấy mới chắc. Chưa có dấu hiệu chày luôn. Vàng nước sơn bên này. Đây. Rất nhỏ ha. Không phải nó giống như nó mới chày cái lớp bóng thôi. Nó chưa vô được cái lớp đen, nước sơn đen nữa nè. Anh chị em về thiết kế một cái logo hay có vấn đề gì đó. Dán ít hai bên là che, vừa che khuất mà vừa đẹp. Coi nó ẩu đó. Cana nó bát nè. Trong hốc kẹt còn cana không. Các bạn thấy không? Bát giống như bát xe máy, bát xe hơi vậy. Ấn cana vô bát không, bát tay không. Đây cái gá nước. Dùng để cái chai nước. Nhiều anh chị em hỏi có chai nước kèm trong xe không? Trời ơi, ghê. Uống đã miệng mỗi người mỗi khác. Kêu đi hỏi có chai cũ đó không, cho tôi một cái. Mua có nhiều tiền đó các bạn. Rồi các bạn nhìn cái giò đạp của nó. Mới chát luôn các bạn. Không một miếng chày luôn. Panasonic. Cười không? Không ngon của miếng này luôn. Đây cái cốt yên tăng giảm chiều cao rồi nhờ đây. Lấy cái này ra. Tăng hoặc giảm. Cái yên ngồi này ngồi cũng sướng nữa. Nó không nhỏ quá mà nó cũng không to quá, nó hợp lý với dòng thể thao. Đây cái nút căng tăng ghi đông bông tăng nè. Xe này còn cái nút nhựa luôn, thường mất hết, chẳng bao giờ thấy đâu. Trong xe sẽ là cái ba ga nhôm. Đồ mới nha các bạn. Đồ mới 100%. Đồ mới là đồ Trung Quốc mới hiện tại mình giờ đó, thì gọi là đồ mới chứ không phải đồ đeo xe. Rất rõ ràng với anh em là như vậy. Trong chiếc xe này đúng cái này là ba ga mới. Mình có ba ga cũ nhiều lắm, ba ga zin nhiều lắm. Nhưng mà tiện gắn vô nó không phải đúng cái xe của nó. Nhìn nó hộm làm sao đó. Nó thôi kệ, lắp cái này đi. Còn nữa. Chày nè. Ổ khóa zin. Cái niền sau cũng vậy nè. Mới chát. Amigo, cái Amigo này thương hiệu này thấy của là của Panasonic à. Dòng Huri nó cũng đi cái thương hiệu Amigo này, như chợ để ý là như dòng thể thao là nó hay cái thương hiệu Amigo này. Shimano. Đùm sao các bạn. Những cái này thì các bạn anh em nào quan tâm kênh bên mình thì biết rồi. Khỏi nói, phải khỏi nhắc. Mình đã nhớt nhau hết rồi, coi các bạn coi chớ.
về zin và một cái đèn cảm ứng về đêm. Thiếu ánh sáng, thật sự thiếu ánh sáng thì nó mới tối, nó mới nhảy. Còn ở đây dư ánh sáng nhiều quá nó không nhảy. Đẹp con này đẹp quá, mới quá. Mới chắc ha. Niền chưa mỏm chưa lội, à còn gai luôn nè các bạn. Bởi vậy mình thấy nó mới chắc là đúng rồi. Gai còn có còn cộng rụng. Con này giống như xe máy mà mới đi hết rô đai vậy. Mới vậy. Chân trống. Đây thường cũng thấy chày, con này cũng không chày ngay. Thường hai chỗ này nó dập nát đó nè. Con này cũng không có. Bảy màu luôn. Thân bi của Shimano. Các bạn thấy nó trang bị thân bi luôn. Dòng cao nhất rồi nói gì nữa. Bốn còn 60 bi. Bên này cũng này, giò nhôm mà bạn đập zin. Cứng khư. Và một cái lốc máy nhôm, các bạn để ý những con tán đó nè. Còn 7 màu hết đó các bạn. Bên kia cái đồ tăng sên tự động của nó như vậy, còn 7 màu hết. Đã không? Mình còn thấy sướng nữa mà hỏi sao các bạn không ghiền. Anh em nào mà mê dòng trợ lực thể thao nữa thôi ghiền. Thương hiệu của Panasonic hàng Nhật mà mới chát như vậy. Nhiều khi anh chị em đặt mình cũng chẳng có mà đâu ra mà đặt. Tắt rồi. Mang tôi dích làm cái gì? Cho các bạn coi cái máy của nó đã lắm các bạn. Đã lắm luôn á. Ốc của nó mà còn 7 màu luôn thì biết rồi. Cắt tè chưa bể luôn nha các bạn. Đã không? Cái dạng bánh nhà bánh tăng sên của nó chưa mòn chưa miết gì hết. Còn 7 màu hết. Đây có con ốc này xét đây, nó nằm trong hốc này nè, nó xét. Vàng ốc mái của nó 7 màu. Các bạn biết mình dán miếng này làm gì không? Dán vô miếng này để cho cái cạnh nè. Các bạn khi đi rung đi nè, các bạn thấy nó ngấn nó đánh vô đây nè ha. Các bạn đi đường dần dần đánh cạnh vô đây bực mình nghe ghét quá dán luôn. Made in Japan nha, để mình xé cho các bạn thấy. Đừng có rách con. Đừng có rách con. Đó, Made in Japan. Nó có cái QR luôn. Để hồi mình rảnh về mình quét cái này coi nó là cái gì. Dán lại. Đã không? Chưa mòn bánh răng nhựa. Máy mới chát quyền cục máy. Quá đã con này. 7 lít tầng của Shimano. Vàng răng cỏ của nó còn nguyên si hết rồi. Vàng cù đề của nó cũng còn 7 màu luôn. Stunay. Dòng này các bạn đi chạy dòng thì trợ lực thể thao thì các bạn biết ha. Phải biết sử dụng cái nút này. Nó là nút tăng cấp. Khi mà mình tăng lên, mình tăng lift lên, cho nhảy lift lên á. Mà chẳng hạn mình đang nằm lift 1 mà mình nhảy lên lift 2. Nó cái âm thanh nó nghe nó không chịu nhảy. Có nghĩa nó đang thiếu dây các bạn. Các bạn đạp lâu ngày vài tháng thì cộng với cáp này nó sẽ giãn chứ không phải là cáp là không giãn nha. Cáp giãn hết. À, các bạn để ý nè, kéo ngược ra nè.
kéo nhẹ nè, rồi xoay xoay vô cái hướng này, tự động cáp căng lên, xoay một vòng nửa vòng thôi chứ không được vòng, xoay nửa vòng rồi thử hết, còn nữa không, xoay tiếp nửa vòng, còn nữa không, nửa vòng nữa, là khi đến khi nào các bạn xoay nó hết kêu là được, đừng xoay nhiều, cứ nửa vòng nửa vòng nửa vòng là được. Đi là phải đi những con trợ lực thể thao như vậy là phải biết sử dụng nó, chứ không phải hở âm thanh chạch cái nhảy vô lề, bắt đầu gọi điện cho thằng bạn ơi sao xe tao nó kêu quá này nọ. Rất đơn giản, các bạn chạy các bạn sẽ cảm nhận và từ từ những cái gì lặt vặt trên chiếc xe là các bạn tự xử lý được hết. Nó rất đơn giản như vậy. Các bạn giống như mua một cái tivi mới đi, tôi nói thật luôn, kể cả tôi này, tôi mua một cái tivi mới, tôi biết mất mở nguồn tivi và tắt nguồn tivi thôi, còn bắt đầu dò kinh rồi ôi kinh này tính kia coi HBO hay cái gì phải từ từ mò, chứ không làm sao một ngày một bữa mò được, không có vụ đó. Rồi đi tiếp theo, nhất là quan trọng nhất là dòng pin sạc của dòng này, và cái giá thành nó cũng sẽ nhảy theo cái pin sạc này ha. À, nó rất quan trọng. Khóa, lấy chìa. Trong xe này các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là các bạn chọn pin đóng mới 100%. Ý, con này không phải luôn, cục này dữ dằn hơn nữa. Cục này là mình xả ra từ những cục pin zin nè, lấy những cái lỗi pin, cái lỗi zin này nè, lấy của cục pin zin này cái lỗi của nó, cái ruột ở trong đó đắp ngoài ngược ở đây, xử lý bằng qua điện 220 lại để cho các bạn dễ xử lý nè. Kéo vô ghim điện, nhà rộng ghim điện sạc. Còn những anh em đi làm dân công sở tháo ra, rồi đem đến chỗ làm, nguyên bộ cơm lê này là sạc 13A. Rồi cũng sẽ có lựa chọn anh em thích điện 110. Còn các bạn coi cái chân đã ghê không, 7 màu hết. Rồi có những anh em thích pin zin là pin xài điện 110. Bắt buộc phải qua cái đế sạc. Riêng cái đế sạc này không, thị trường hiện tại là trên 2 triệu một cục. Pin sạc zin sẽ có giá pin sạc zin. Pin mới giá sẽ rẻ hơn, tùy anh em chọn lựa. Pin zin thì các bạn phải về nhà các bạn mới sạc được, tại vì ở nhà nó mới có biến áp và nhớ mới có cục sạc này. À, còn pin mới, những anh em người ta kêu thôi xài pin mới cho nó tiện, nhanh gọn lẹ thì sẽ sử dụng pin mới. Tùy các bạn hết ha. Bộ dày hoặc bộ như vậy sạc adapter điện 220, tùy các bạn, và giá thành sẽ đi theo tùy cái lựa chọn. Điện thoại ai mà gấp gọi liên tục à. Tùy theo cái lựa chọn các bạn muốn chọn gì đó các bạn chọn, cảm thấy cái nào hợp lý với mình. Nhiều anh chị em kia thì tôi đi hết, tôi đang đạp với đoàn, tôi đang đi đạp với một nhóm bạn già của tao, tiện không máy nó hết pin, uống cà phê vô máy hết pin, nhảy vô sạc rất lẹ. Có nhiều người họ đi vô công sở, họ nói chung là tùy theo cái môi trường á, tùy theo cái sở thích đi, khỏi giới thiệu. Rồi các bạn thấy không, bằng kiểm của nó không chày không có gì hết, mới là nó mới đều với xe hết nguồn. Đỡ chói đó. Rồi thay vì nói bằng tiếng Nhật không nha, thì mình sẽ không hiểu được, nhưng mà mình sẽ biết được cái nút đó tác dụng của nó là gì. Đèn phía trước các bạn sáng trưng. Bước vào dòng này sử dụng đèn LED không bị sao, nó sáng lắm. Tắt đèn. Để hai cái nút này, tăng máy và giảm máy. Máy đẩy mạnh đẩy yếu là do này, đang ở chế độ mạnh nhất rồi đó. Giảm về nè, nó nhảy tiếng Nhật không ai biết, nhưng nó bắt đầu nó tiết kiệm pin rồi đó. Nó vô chế độ tiết kiệm pin rồi đó. Nó giống như dòng xe máy FI của mình đó. Nhả máy nữa, tiết kiệm thấp nhất. Econavi là dòng tiết kiệm pin à, đó là tiết kiệm thấp nhất 50% pin. Ở chế độ thấp nhất nó cho chạy 25 cây. Mạnh còn 18, mạnh còn 14, có nghĩa là các bạn chạy càng nhanh
thì các bạn sẽ cần càng hao pin. Đây chẳng hạn như cái này con này mới giữ nè, 50% pin đúng không? Ở chế độ mạnh nhất còn 14 cây số nữa là hết pin. Hạ về máy về còn 18 cây, hạ tiếp về còn 25 cây. Ở chế độ thấp nhất của dòng này tự tiết kiệm pin là còn 25 cây ở 50%, thì 100% nó sẽ chạy được 50 cây số một lần sạc, kinh khủng không các bạn? Nói lại lần nữa, 50% chế độ tiết kiệm pin thấp nhất 25 cây, tăng máy còn 18, tăng máy còn 14, thì trung bình cục này nếu 100% pin thì nó chạy khoảng 50 cây số. Tiếp theo là 1 kilo calo đốt gì đây, và km/h. Km/h nó đếm được vận tốc các bạn chạy là nhờ miếng này. Nó giống như con mắt mắt độc của mình vậy đó. Báo được km/h. Hay anh này thì anh có chế độ thì những cái dòng cao thì không phải bàn rồi. Nó sẽ đếm được cục pin các bạn đi được bao nhiêu cây số, nó sẽ đếm được vận tốc chạy được. À, đó là hai chức năng của dòng cao này. Và tóm lại của vấn đề là con Velota dòng 700C, những anh em phải cao từ 1m65 đổ lên thì sử dụng được nó. Và cam kết với anh em, với khách hàng, zin toàn tập, riêng cái baga phía sau là đồ mới, nhôm là đồ mới, còn bao nhiêu là đồ zin của nó hết trên xe. Thứ hai, về phần pin 12A đối với pin zin sạc zin, chế độ bảo hành sẽ khác, chỉ có 1 tháng thôi, giá tiền sẽ cao. Ở dưới bảo hành 6 tháng, giá tiền giật xuống, tùy theo chế độ chọn của anh em. Cảm thấy điện 220 hợp lý với tôi, điện 110 tôi thích hơn, tùy các bạn chọn, chế độ bảo hành nó sẽ khác nhau hết. Lưu ý phần đó. Và những gì mình cam kết trong video là mình sẽ chịu trách nhiệm. Yên zin là yên zin, đồ mới sẽ là đồ mới, không có đánh lận con đen. Và rai khai rất rõ ràng chi tiết trên mình nó là cái gì, cái gì, cái gì hết rồi. Còn những anh chị em nào không thích cái nào, bỏ qua một bên, chẳng hạn như baga tôi không thích tháo đi, rổ trước tôi không thích tháo đi, quyền của anh chị em hết. Thích tôi thích gắn cái chuông cho nó kêu, có hỗ trợ luôn. Tôi thích cái cây gác chống như vậy, tặng luôn. Đó là vậy. Rồi thôi, chiều rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.